Các bác sĩ cho biết thời tiết lạnh thường dẫn đến nhiều tác động bất lợi cho người cao tuổi, đặc biệt là với những người có những bệnh lý nền, đái tháo đường, tim mạch. Do đó, người dân cần phải hết sức cảnh giác trong những ngày giá rét như hiện nay. Thay đổi nhiệt độ đột ngột, đặc biệt với người già, cơ thể thích ứng chậm. Nếu mắc kèm theo các bệnh mãn tính như tăng huyết áp, sẽ khiến cho mạch máu bị co lại, ảnh hưởng đến tuần hoàn, lưu thông máu đến não và tim mạch bị tắc nghẽn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nếu nhiệt độ giảm 5 độ C sẽ khiến tỷ lệ nhập viện vì đột quỵ tăng thêm 7% và cũng tỷ lệ tử vong cũng tăng gần 10%. Theo thống kê mỗi năm, nước ta có hơn 230.000 ca đột quỵ và năm sau tăng hơn năm trước 2%. Hơn một nửa số trường hợp đột quỵ bị tử vong. 90% số ca đột quỵ còn sống để lại các di chứng và giảm sức khỏe rõ rệt. Những con số đáng báo động này cho thấy không chỉ giữ gìn sức khỏe trong những ngày giá rét mà còn phải phòng chống các yếu tố nguy cơ gây bệnh mãn tính như không hút thuốc lá, không lạm dụng rượu bia, cần vận động thể lực đúng cách và không để cho cơ thể bị thừa cân béo phì.